Xin chào mọi người nhé. Video này em sẽ giới thiệu mọi người tiếp hai con sashimi này. Hai con sashimi này là cái form sashimi thông dụng, nhỏ thôi. Những anh chị nào mà dùng dao sashimi nhiều sẽ biết đây là những con thông dụng nhất để ra cái lát sashimi cuối cùng trước khi lên dĩa. Cái form này là form lưỡi 24, là 24 từ mép này đến cái đỉnh. Này là con Kanto. Đây là hai con phong canto hết, em làm giống y chang hai con á, khác nhau cá một tí thôi. Này thì bắt đầu em cắt mấy cái này thì bắt đầu em cắt đi con này, ví dụ như con này là con M390 sashimi canto lưỡi 240mm Việt Nam 2022, một mép tay phải. Right. Này là như con này là em cắt cái bông cúc. Này là cái bông cúc. Này là siêu thép mà 390 nhé. Nó sẽ sashimi thì mình rất là ít phải mài. Và cái lát nhát cắt mình phải thật là ngọt, nên là mình chỉ nên dùng là những lò thép cực tốt thôi. Thì những cái con này thì em xài siêu thép hết. Này là em mài 1 mét, hai con y chang này, hai con này là em làm trên nợ cho mấy anh khách thôi nhé. Nó đi rồi, mọi người nếu có thích thì phải đặt cho em thôi, chứ không có sẵn. Thép này là thép em lấy từ chỗ anh Đạt á, chỗ anh Thành Đạt, mọi người biết không, anh chuyên làm mấy cái dòng dao phượt với siêu thép á. Cái này là em sẽ cắt cái con công với đại cát đại lợi. Này là hai lưỡi right hand hết, hai lưỡi tay phải hết. Những 24 rất là tiện, khi mình lên mình cắt cái nhát cuối cùng trước khi mình lên đĩa thì mình nên dùng những cái con cái form như thế này. Còn cái này là hai cái bao da thôi, hai bao da cũng nói sai luôn, bao da như cái dòng này là dòng bao da vest này, cái da vest này nó sẽ mình tiện được, mình trang trí được, mình chạm được, mình trang trí được. Cái này là cái logo của em, nhưng mà nó sẽ hơi mềm khi mình lấy ra vô á, nó mềm, nó ôm, nó hơi cứng, nó xích. Thì với lại nó cái bề mặt nó không có được nhẵn á, nên là nó như cái con này thì dùng những con dao ít dùng hay những con dao mà cái vỏ mà mình cần để trang trí trưng bày lâu lâu đem tới khoe nữa thì mọi người dặn làm cái vỏ như này. Còn cái vỏ như thế này á, cái vỏ như cái này là cái vỏ liền, cái da nó nhám, nó chống bám dính rất là tốt, với lại nó cứng, rất là cứng. Thì như cái vỏ cái con này là cho một anh sẽ dùng thường xuyên như con dao kẹp nách, đi đâu đi nhà hàng hay đi tiệc đâu là cũng mang theo á, thì mọi người nên dùng cái vỏ như này, nó ra vô nó rất là nhẹ, với lại nó ôm dao và nó ít dơ, ít cậy bám dính gì cả. Cái vỏ này là rất là bền, cực kỳ bền. Mọi người so sánh với vỏ gỗ làm sao mà bền bằng cái bỏ da như này được mùi. Cái bỏ này phải bền gấp đôi cái bỏ gỗ. Và trên này thì nó có, mọi người thấy không, có hai cái lỗ làm gì phải không, nó thông từ này qua này luôn, nó là cái độ đối lưu hơi á, đối lưu hơi từ trước ra sau. Nó làm cho cái vỏ mình lúc nào cũng khô ở trên á. Cái dao mọi người khi làm xong á, mọi người cũng sẽ lau, nhưng mà hơi nước này, hơi muối nó còn dính này á, mọi người khi mà được bỏ vào trong á là mỗi ngày nó tích tụ ít. Thì bình thường nếu mà nó không có cái lỗ đó hơi đối lưu như này á thì nó nằm trong đó đâu ra được, quá dài nó không ra được, nó ngầm mỗi ngày tích tụ trong đó, nó ẩm, hơi ẩm trong đó, mỗi ngày tích tụ một ít, một thời gian là chắc chắn nó sẽ đóng, nó dơ cái vỏ, và nó sẽ có thể là nó dính ngược lại cái lưỡi dao, nó bị ố lên cái lưỡi dao nữa, rất là dơ. Nên là những cái vỏ sau này, những cái vỏ hẹp là em làm một cái lỗ đối lưu, lỗ thông hơi phía trên cái đầu hết. Thì cái bao mình sẽ lấy khô, luôn luôn khô, và cái lưỡi dao mình rất là sạch. Thép này là thép kháng rỉ rồi, nhưng mà kháng rỉ thôi chứ mà đụng muối là cũng sẽ ố. Mọi người ví dụ ố thì mọi người lau sao là nó hết, nhưng mà nó dơ với mất vệ sinh, mà khi mà nó dơ phía trong rồi mọi người sao vệ sinh nữa, đâu có vệ sinh được. Nên là cái biện pháp đó là làm một cái lỗ thông nó cho hơi nó đối lưu được thì nó sẽ khô liên tục. Này là cặp
cặp sashimi M390 lưỡi 24 nhỏ thôi mọi người, nhỏ thôi. Mình lên cao này, cao con này con để cắt ra cái nhát, cái lát nhát cuối để sắp thịt lên, sắp sashimi lên lên dĩa, lên lên cuộn á, thì mọi người dùng cái form này rất rất vừa tay, rất tiện luôn. Cái này là chống cái mình mài mức độ xước như này nó sẽ chống bấm dính rất tốt. Thế nên là những cái dòng này nó sẽ chấm bấm dính kháng rỉ, rồi xài sẽ rất là tiện. Những con này là 390 nhé. Này thì đi thì mình sẽ kèm thêm một cái bao da, mọi người dặn trước cái bao da như thế nào thì mình làm cái bao da đó thôi. Rồi bỏ hộp, có hộp gỗ đàng hoàng mình đi thôi. Rồi video này hôm nay em chỉ giới thiệu hai con này vậy thôi. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người những video sau.